Rồi, hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng mọi người đã đến với cái phiên video phân tích cũng như là nhận định thị trường ngày 17 tháng 9 của em Bull. Và ngày hôm nay chắc hẳn là quý anh chị cũng đều đang rất vui khi vừa vào cái dịp lễ Trung Thu, chúng ta đón nhận được một cái phiên tăng điểm rất là tích cực của thị trường, và đặc biệt là có một cái sự tích cực đến từ khối ngoại khi mà khối ngoại đã có một cái phiên quay trở lại mua dòng với cái giá trị nó rất là lớn, lên đến hơn 500 tỷ đồng. Ở ngoài ra nữa thì chắc hẳn là quý anh chị cũng đều đang cảm thấy là đợt vừa rồi cũng khá là áp lực đúng không nào? Thế nhưng nếu như quý anh chị mà có theo dõi sát những cái video phân tích cũng như là nhận định của em Bull, và đặc biệt là hai cái video vào cuối tuần vừa rồi, và em có lọc lựa cho mọi người những cái cổ phiếu tốt để mọi người có thể là canh mua vào tuần này, là bao gồm hai nhóm chính quý anh chị, đó chính là bất động sản và chứng khoán. Thì như em Bull có giải thích rồi, trong cái đợt vừa rồi của chúng ta, từ ngày thứ ba đổ đi là một cái pha phục hồi quý anh chị, nó không phải là một pha tăng điểm mà là một pha phục hồi. Thì trong pha phục hồi này thì những cổ phiếu nào có tính đầu cơ cao sẽ là những cổ phiếu có cái biên độ lợi nhuận tốt nhất. Chính vì vậy mà em ưu tiên cho cả nhà mình trong cái tuần vừa rồi là chúng ta bắt vào những cái cổ phiếu có tính đầu cơ cao quý anh chị. Đó, thì sau cái quãng thời gian bắt vào nhóm đầu cơ lên nhịp hồi rồi thì sắp tới chúng ta sẽ đi đến một cái phần mà em hay ví dụ tượng trưng, đó chính là cái phần thân cá quý anh chị. Đó chính là cái phần ngon nhất của con cá và nó cũng dễ ăn nhất. Thì ở trong cái phần thân này thì cái câu hỏi quan trọng nhất của chúng ta ở đây là gì? Đó chính là đầu sẽ là nhóm mạnh dẫn quý anh chị, đầu sẽ là nhóm mạnh dẫn. Và cái cốt lõi chính để cho chọn lọc giữa nhà đầu tư thành công trong nhịp này và nhà đầu tư nhà đầu tư không được thành công thì đó chính là việc chọn được mạnh dẫn quý anh chị. Đặc biệt là ở một cái thị trường của chúng ta đang có quá nhiều biến động và các cái yếu tố vĩ mô nó thay đổi liên tục. Đó, thì việc mà chọn được ngành dẫn nó sẽ giúp cho quý anh chị có khả năng là có một cái mức lợi nhuận là vượt trội hơn so với thị trường, và chúng ta sẽ chống chọi được các cái nhịp trình nếu như có xảy ra quý anh chị. Thì cái câu hỏi này em có thể là em muốn sẽ bắt đầu là mường tượng cho mọi người ra trước để mọi người có thể là nhận thấy được là cái ý kiến cá nhân nha mọi người. Đây là cái ý kiến cá nhân từ cái góc nhìn của em Bull phân tích các cái cổ phiếu, và tất nhiên là nó vẫn còn cần phải chờ các cái thông tin xác nhận từ thị trường quý anh chị để chúng ta có được cái góc nhìn cụ thể nhất. Nhưng hiện tại em đã thấy được đâu đó là một số nhóm ngành là có thể bước vào sóng đợt tới này rồi, và nếu như quý anh chị mà đang cần giải đáp cái câu hỏi này thì tốt nhất là quý anh chị nên theo dõi hết cái video ngày hôm nay để chúng ta cập nhật đủ các cái nhóm ngành mà em Bull kỳ vọng nhá. Và sẽ có những cái nhóm ngành khá là đặc biệt mà mọi người nên chú ý. Thì rất cảm ơn quý anh chị. Và nếu như mọi người đang xem cái video này và mọi người có nhận được những cái sự tư vấn, những cái sự đóng góp của em Bull ở trên các cái phiên live cũng như là trong cái Zoom Zalo cộng đồng em có để ở bên trên đây, đó thì cả nhà có thể là để lại cho em Bull những cái trái tim màu tím, và để lại cho em Bull những cái số 1 để em Bull có thêm động lực làm sao hỗ trợ quý anh chị tốt nhất nhá. Vì là cái tuần vừa rồi quý anh chị, đó, thứ ba, thứ tư tuần trước em nhắc cả nhà mua rồi. Đến ngày hôm qua khi thị trường giảm thì nếu mà cả nhà trong Zoom thì cũng biết em không có bất kỳ một cái tin nhắn nào tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, và vẫn khuyến nghị quý anh chị nếu có hàng ưu tiên giữ hàng, và nếu muốn mua thêm thì em đã gửi cho cả nhà một cái list danh sách để chúng ta mua, và tính đến ngày hôm nay thì cái list đấy cơ bản cũng đều đã có lãi hết rồi quý anh chị. Những cái cổ nào nhiều như BVS thì chúng ta đang có một cái mức lợi nhuận khoảng 10% khi mà hàng mới có tế cộng 4 rồi quý anh chị. Mức lợi nhuận bây giờ là 10% rồi nhá, có thể là vượt trội hơn so với các cái cổ phiếu khác trong nhóm ngành đó, hoặc là những cái cổ phiếu cơ bản như Phát Đạt thôi cũng đã có mức lợi nhuận khoảng 5%. Những cổ phiếu như DG Đất Xanh thì cũng có mức lợi nhuận khoảng 4%, hơn 4% này, khoảng em tính là cũng phải 6-7%. Em mua từ 14.5 14.6 quý chị. Đó thì mọi người có thể là chú ý nhá. Lát nữa em sẽ show cho mọi người xem. Còn bây giờ trước tiên em sẽ điểm qua về các cái bình luận của em trong Zoom Zalo trong tuần vừa rồi mọi người nhé, để xem là trong tuần vừa rồi em có khuyến nghị mọi người những cái gì ở trong Zoom Zalo để quý anh chị có thể là nếu như mọi người mà đang quan tâm và muốn tham gia thì mọi người có thể là chủ động bấm vào quyết vào cái mã QR ở trên góc trên này để tham gia Zoom nhé. Thì đấy chính là cái Zoom Zalo của em muốn mọi người nhé. Đó thì đây bắt đầu từ ngày quý anh chị em chat cũng khá nhiều quý anh chị nhé. Chat cũng khá nhiều, hỗ trợ quý anh chị liên tục luôn. Mọi người vào đấy thì sẽ hỗ trợ cả nhà cập nhật thông tin liên tục cho quý anh chị.
Rồi bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 quý anh chị nhá, từ ngày 10 tháng 9 là bắt đầu em có những cái khuyến nghỉ mùa ha. Em có nhắn là phiên hôm nay rất quan trọng, cả nhà theo dõi sát, và hiện tại là các nhóm đầu cơ như chứng khoán, bất động sản, thép áp lực giảm lớn, theo dõi, và nếu có nhịp giảm mạnh thì có thể bắt được nhà. Và cái vùng giá mua, mọi người xem cái vùng giá mua của em này, mặc dù là cái khuyến nghị này của em là khuyến nghị chờ nhá, bắt đầu từ cái vùng giá 1256, 1258 là chúng ta chờ mua. Và chờ mua ở giá nào? À, ví dụ đất sánh thì em chờ mua giá 14.5, 14.65 đã khớp. MBS là 26 đến 26.2 đã khớp. Phát đạt cũng đã khớp rồi quý anh chị. Đó, và liên tục trong các ngày 6 thì ví dụ đến ngày 6 em mất khuyến nghị cả nhà là có thể mua thêm được. Đó, cập nhật liên tục cho cả nhà luôn nhá. Đó, ví dụ như có thông tin gì thì em cũng đều cảnh báo đây. Đó, cập nhật cho cả nhà liên tục luôn. Và tiếp theo là đến như ngày hôm thứ 3. Đó, hôm thứ 2 vừa rồi chứ không phải thứ 3, hôm nay mới là thứ 3, hôm thứ 2 vừa rồi nhá. Đây cả nhà. Đây. Đấy, cuối tuần em có làm cho mọi người những cái video này, khuyến nghị top 3 siêu cổ bất động sản này. Đất xanh phát đạt của TCH nhá. Mọi người có thể xem lại trên kênh Ichimoku Việt Nam. Đó, đây đến hôm thứ 2 hôm qua đây. Đấy, em có nhắn đúng một tin vào buổi chiều quý chị. Buổi sáng em có nhắn là khuyến nghị cho quý chị là canh mua trước nhá. Nếu duy trì thanh khoản thấp, chiều này sẽ là phiên mua bổ sung hàng hợp lý cả nhà nhé. Đó, buổi sáng đã nhắc quý anh chị là chiều có thể cánh mua bổ sung hàng, và đến chiều khi thị trường ép, và em có báo mọi người là vẫn có tín hiệu tích cực khi mà nước ngoài đang quay trở lại một dòng nhóm midcap, cho quý anh chị điểm mua gia tăng cổ phiếu MBS, BVS, TCH và Phát Đạt, thêm cả đất xanh luôn. Và lưu ý không mua đuổi, chỉ mua nếu về trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, có nghĩa là ngày thứ hai hoặc thứ ba là cái ngày hai cái ngày mua duy nhất của em quý anh chị. Đây, cái này là mọi người phải lưu ý hai cái ngày mua duy nhất của em. Đó, thì để cho cả nhà có thể chú ý nhá. Đó, còn không có bất kỳ một cái tin nhắn là cảnh báo nào cả quý anh chị. Đó, đều là khuyến nghị quý anh chị thôi. Đó, khuyến nghị quý anh chị, có những quý anh chị bắt được thì cũng có nhắn lên trong nhóm rồi. Đó, thì tất cả là đều là hỗ trợ công khai hết mọi người nhá. Đó, thì nếu mà cả nhà mà có muốn tham gia thì có thể quyết ngay vào nhóm Zalo bên trên đây. Đó, tham gia luôn nhá, để có gì nhịp tới đây mà nó vào sóng thì em còn báo mọi người tham gia. Thì bây giờ để em đi cập nhật qua một chút thông tin về thị trường trước khi là em sẽ nhận định về cái nhóm ngành nhá. Rồi, thì đối với thị trường hiện tại, tăng hôm nay là tăng 19.69 điểm. Và cái mức tăng này hoàn toàn là đến chỉ trong phiên chiều quý chị. Nếu như mọi người có theo dõi cái phiên live buổi chiều của em Bun cùng anh Tín và anh Phú, thì anh em báo cho quý anh chị kịch bản này ngay từ đầu giờ chiều nhá. Khi mà thị trường của chúng ta còn chưa tăng điểm, mọi người nếu mà mọi người xem phiên live chiều này thì chắc chắn luôn là mọi người cảm giác nó bùng nổ thật sự luôn. Ngay từ đầu phiên chiều anh em báo là có những cổ phiếu gì, Novaland có thể bắt được vì nó có phần kỳ. Thứ hai là bắt các cái cổ phiếu chứng khoán quý chị. Em nói ngay cổ phiếu là MBS. Đó, sáng nay em cũng báo mọi người mua MBS này, mua Masan này, mua PC1 này. Chúng ta sáng nay còn báo quý chị mua trên trực tiếp trên livestream luôn nhé. Đó, những quý chị hỏi em đều báo mua, TCH cũng báo mua. Đó, thì đến phiên chiều là đều có lãi hết quý anh chị nhá. Thì đến đầu phiên chiều thì anh em còn báo quý anh chị là gì, là thị trường đang có một số các cái tín hiệu là có thể vượt lên được và có thể là tăng được khoảng 12 điểm, và cuối cùng là kết phiên nó còn vượt cả kỳ vọng của anh em khi mà nó phủ định luôn cả cái dấu nến quý anh chị nhá. Mà nếu như để quý anh chị mà đi phân tích về cái phiên ngày hôm nay thì nó là một phiên phủ định cực kỳ là tích cực và thoát chết trong gang tấc quý anh chị. Tại sao em gọi là thoát chết trong gang tấc? Thì nếu như mọi người có nhìn này, cái đồ thị VN Index mọi người thấy được đúng không? Đó, hôm nay nếu như mà nó không giữ được cái vùng 1236 là nó còn có khả năng là quay về 1200. Nhưng mà chính cái nến phủ đỉnh ngày hôm nay thì nó đã phủ đỉnh hoàn toàn cái việc này. Hôm qua em cũng có một cái phiên live stream buổi tối cảnh báo cả nhà. Đó chính là gì? Nó chính là cái vùng quyết định. Vùng quyết định không chỉ cho phiên ngày hôm nay mà quyết định cho cả con sóng sắp tới quý anh chị. Hôm nay VN Index đóng nến trên 1255 nó là một cái tín hiệu cực kỳ tích cực đối với em Bull nha. Mặc dù là cái điểm đóng nến này nó vẫn đang gặp một số các cái kháng cự của Ichimoku Chỉnh Phát. Nếu mọi người mà có học nhóm mà thì mọi người biết hôm nay đóng nến chạm đúng kháng cự 15 phút. Đó. Và thứ hai nữa là trên khung H1 quý anh chị. H1 là nó vẫn chưa chạm đến cái vùng kháng cự, thế nên là nhiều khả năng là ngày mai em nghĩ là trong 30 phút đầu phiên cái lực tăng nó vẫn còn nhá.
vì hoàn toàn là cái dữ liệu tặng của chúng ta vẫn còn có thể duy trì thêm 30 phút vào ngày mai. Và nếu như nó vượt được 1263 thì đấy là một khung chơi hoàn toàn mới quý vị nhá. Ngày mai cũng là ngày mở khách sạn trên khung daily, hút giá về quanh 1264. Nó hồi tủ những cái điều đấy lại thì em vẫn kỳ vọng vào phiên phục hồi ngày mai quý vị, vẫn kỳ vọng vào phiên phục hồi ngày mai nhá. Vậy nên là nếu như quý chị nào mà đang kẹp hàng hôm nay mà chưa bán thì có thể ngày mai bán là hợp lý nhá. Có một số cổ phiếu thì em báo mọi người là có thể cành chốt vào ngày hôm nay, thế nhưng mà cũng tuy mọi người mà có thích lắm thì đoạn này là đoạn đầu cá rồi, mọi người chốt lời cái phần nhịp hồi này thì chúng ta có tiền, chúng ta sẽ chuẩn bị những nhịp sóng, nhịp rất nhá. Thì em có để tiêu đề đây, câu hỏi quan trọng bây giờ đó là đâu là ngành rất đó, thì đâu là ngành rất mới là câu hỏi quan trọng. Còn cái việc mà bây giờ quý chị từ báo vừa đi, em nói thật là gần như không còn quan trọng gì nữa. Với cái phiên ngày hôm nay nó đã xác nhận như này thì cá nhân em bù luôn, cá nhân em làm sẽ không còn quá quan tâm đến vườn ý nữa, mà em sẽ quan tâm đến từng nhóm ngành cổ phiếu để xem các cái vận động của họ, các cái vận động của nhóm ngành nó có cái gì đặc biệt và nó nổi trội để nó có thể trở thành nhóm dẫn sóng hay không, thì đấy mới là cái câu hỏi mà quý anh chị cần phải quan tâm. Và trong cái nhóm dẫn đó quý anh chị phải chọn được cổ dẫn. Ví dụ như nhóm dẫn là công nghệ, quý anh chị chọn được FPT thì quý anh chị lời nhất, nhưng quý anh chị chọn VGI, chọn các cổ khác nó vẫn sẽ ăn. Thế nên là câu hỏi trước tiên của em sẽ chọn cho quý anh chị một cái ngành dẫn trước. Sau đó trong cái ngành dẫn đấy em mới đi tìm cho quý anh chị một cái cổ phiếu dẫn. Đó. Và em sẽ bật mí cho cả nhà trong Zoom Zalo và khi mọi người tham gia. Ngoài ra nữa thì nếu là khách hàng của em thì em sẽ ưu tiên báo trước cho cả nhà. Đó, mọi người vẫn sẽ có những cái điểm mua trước trước trong nhóm quý anh chị. Mọi người sẽ được mua trước ở trong nhóm Zoom Zalo nếu mọi người là khách hàng của em Bull. Đó, đợt vừa rồi thì cũng cố gắng cơ cấu cho một số quý anh chị, nhưng mà các anh chị thực sự luôn là đặc biệt bây giờ quý chị có một cái đặc điểm của nhà đầu tư như thế này, em cảm thấy là mọi người cần phải đánh giá lại, vì là đôi khi chúng ta đang quá chủ quan quý chị, quá chủ quan về thị trường nhá. Như cá nhân em thì em đang vận động theo thị trường, có nghĩa là em nhìn thị trường và em ra quyết định, chứ em không nghe bất cứ kỳ ý kiến chủ quan nào, và các cái khuyến nghị của em đều là ý kiến cá nhân và quan điểm cá nhân của em dựa trên góc nhìn về thị trường, quý chị có thể tham khảo để đưa ra quyết định nhá. Và thường là em sẽ đưa cho những quý chị những cái góc nhìn mà nó có cái khách quan nhất, chứ nó không mang tính chủ quan của em. Thị trường thể hiện như thế nào và từ thị trường em suy luận ra như thế nào thì em sẽ báo cho quý chị là như vậy mọi người nhá. Đó, thì nếu như quý chị mà đang bị chủ quan trong cái quá trình ra quyết định mua hay bán cổ phiếu thì về với đồ của em, thứ nhất là quét vào mã QR trước để xem các cái cách tư vấn cũng như là cách khuyến nghị của em như thế nào, rồi quý chị quay lại mở tài khoản với em lúc đó cũng chưa muộn nhá. ID của SSI của em Bull là I610025. Cả nhà nếu chưa có tài khoản thì nhắn cho em để em mở cho cái tài khoản. Hiện tại là đang có rất nhiều ưu đãi cho cả nhà. Khi mọi người mở tài khoản là quý chị sẽ được tham gia gói VIP 2 của app chứng khoán ITB, một cái app mà khuyến nghị cổ phiếu cho mọi người. Thì mọi người có thể tham khảo nhá. Thì bây giờ là không quan tâm tới vấn đề nữa rồi. Đoạn này là quá tốt rồi nhá. Sau cái phiên ngày hôm nay, tất nhiên là quý anh chị vẫn còn cần chú ý đến một số các yếu tố chính mà lát nữa cuối đoạn này em sẽ nhắc quý anh chị. Thì bây giờ là vừa đi tốt rồi, thì trong cái tuần này chúng ta còn những sự kiện gì quý anh chị cần phải chú ý, thì nó là ở Fed, nó là ở Nhật Bản và nó là ở chính thị trường Việt Nam. Ba cái sự kiện chính, thứ nhất là Fed hạ lãi suất, thứ hai là việc đáo hạn vay sinh cũng vào ngày thứ năm luôn, và thứ ba nữa đó chính là việc ngân hàng BOJ Nhật Bản sẽ tăng lãi suất vào cuối tuần thứ sáu. Thì tất cả nó sẽ dồn hết vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu quý chị. Bởi đấy là có thể là ngày mai nha, thị trường có kéo tăng, nhưng có một cái khuyến nghị này của em Bull, ngày mai nếu kéo tăng quý chị mà bắt được nhịp hồi vừa rồi với em Bull rồi thì chúng ta canh bán trước một phần, bán trước một phần thôi nha, chứ không bán hết quý chị, toàn này bán trước một phần thôi và không bán hết bất kỳ một cổ phiếu nào, vì nhóm ngành nào em thấy là đang có khả năng vào sóng, đặc biệt là những cái nhóm ngành mà em khuyến nghị được vừa rồi. Thì mọi người lưu ý cho em cái vấn đề đấy, tuyệt đối nếu ngày mai mà có kéo lên cả nhà không mua đuổi nhá, vì thị trường còn rất nhiều các cái biến số có thể đến vào cuối tuần này. Và khi mà quý chỉ đang có một cái tâm lý FOMO rồi, mà thị trường nó xuất hiện một cái biến cố gì đấy, khi đó tâm lý chúng ta tụt rất nhanh và thị trường lao dốc có thể là rất mạnh. Thế nên là cả nhà phải bình tĩnh nhá. Em báo cho mọi người là không cần phải nhìn vào index thì sao, vì là sắp tới là chúng ta có cổ phiếu, chúng ta nhìn nó mạnh dẫn thôi, nhưng chúng ta vẫn phải nhìn các cái sự kiện để chúng ta đánh giá thị trường nhá.
Và bây giờ thứ nhất em đánh giá thứ nhất trước là về Fed quý anh chị. Fed hiện tại là đang có một cái biến số khá là lớn khi mà cái tỷ lệ dự báo là sẽ giảm 0.5% lãi suất, và khi đó lãi suất chỉ còn 4.75 cho đến 5%, đang áp đảo quý anh chị. Nó đang áp đảo, nó đang áp đảo so với ngày hôm qua. Quý anh chị lưu ý là nó áp đảo hơn rất nhiều nhá. Mọi người xem cái số liệu ngày hôm qua ở đây. Đó. Thứ nhất ngày hôm qua là 68, đấy hiện tại là 6832 này. Ngày hôm qua là 6832 nhưng tuần trước thì sao? 7426, có nghĩa là tuần trước là 74% nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hạ 0.25%. Nhưng sang tuần này, 68% nhà đầu tư là kỳ vọng Fed hạ 0.5. Có nghĩa là cái con số kỳ vọng hạ 0.5 nó đã tăng lên. Sau cái bài viết của ngân hàng ở Bank of America quý anh chị, là ngân hàng đấy có dự báo là Fed sẽ hạ 0.5% lãi suất. Thì cái này ảnh hưởng như thế nào? Thì cái này em lại chỉ cho mọi người rồi. Trong cái phiên live stream vào buổi tối ngày Chủ nhật vừa rồi đấy, em có làm một cái live stream nhưng mà thực sự luôn là rất ít quý cô chú anh chị theo dõi những cái live stream này. Nhưng mà nó em nói thật luôn, để có được những cái live stream này là quý anh chị cá nhân em phải ngồi lục lại rất nhiều các cái thông tin, các cái kiến thức và các cái lịch sử trong các cái quá trình mà có những cái biến động quý anh chị từ năm 2000 cho đến bây giờ. Đó. Thì mọi người thể thống kê được là có 3 lần chính phiên hạ lãi suất. Và nếu như mọi người mà có chú ý thì thường ở Việt Nam của chúng ta có 2 lần giảm ngay khi phiên hạ lãi suất quý anh chị. Nha. Có 2 lần giảm ngay khi phiên hạ lãi suất, đó là vào năm 2008 và 2020. Nhưng cả hai lần này đều chỉ hạ 0.25 trong lần đầu tiên. Và chính vì cái việc hạ 0.25 trong lần đầu tiên đấy, nó khiến cho thị trường của chúng ta chỉ đi ngang thôi. Nhưng ngay sau khi hạ 0.25 và đến cái thời gian sau hạ 0.5 thì thị trường chúng ta cắm dọc, cắm đầu lao xuống quý chị. Mọi người nhìn nhá, như cái giai đoạn đây. Thứ nhất là 2008 lần đầu tiên phết hạ 0.25% từ 6.25 về 6%. Thị trường của chúng ta giảm. À đâu, lần này là hạ 0.5 quý chị. Lần 2008 mới là hạ 0.5% nha. Thị trường giảm một mạch từ vùng 1200 này, em nhớ quanh 1200 này. Đấy, đoạn này. Đây. Đó, thị trường hạ một mạch quý chị từ vùng sát 1200 về còn có cái vùng giá là 238 thôi quý chị. Đó. Nha. Thì quý chị nhìn là cái lần hạ 0.5 này 2008 ấy, từ cái vùng giá là 5.25 về 4.75 nha. À, hạ từ 5.25 về 4.75 là coi như hạ 0.5 thì thị trường lao dốc luôn, thị trường bắt đầu từ đây lao dốc luôn, đúng không quý chị, thấy đúng không? Nhưng trong lần thứ hai 2019 thì sao? Khi mà chúng ta phết hạ lãi suất 0.25% đầu tiên quý chị, hạ 0.25% đầu tiên thị trường vẫn đi ngang, hạ tiếp 0.5% nữa thị trường vẫn đi ngang, nhưng đến lúc hạ 1% thì đi xuống quý chị, hạ hẳn 1% thì đi xuống. Đó. Hoặc như cái lần đầu tiên thị trường hạ 0.5% ở đợt này là cũng cắm xuống luôn. Đó. Có mỗi lần đầu này hạ thì quý chị nên nhớ cái lần đầu này hạ 0.5 nhưng mà thị trường của chúng ta đang ở cái mức quá ổn định, vừa mới tăng, vừa mới bắt đầu đi vào hoạt động thì nó vẫn còn kéo lên được. Nhưng ở cái vùng này khi mà đáng hạ 0.25 quên rồi, đùng một cái hạ 0.5 thì thị trường cắm đầu. Đó, thì đó chính là cái mà mọi người cần phải quan tâm đấy. Nếu như đợt này mà hạ 0.5% lãi suất thì thị trường của chúng ta vẫn còn có thể có biến số, vẫn còn có thể có biến số nhá. Nên là cả nhà cần phải chú ý. Thì bây giờ cái biến số đấy tạm thời chúng ta gác qua một bên để cho đến ngày thứ 5 và thứ 6 cá nhân em sẽ lên video nhận định cũng như là đánh giá cho cả nhà là liệu là nó có ảnh hưởng gì không nhá. Đó, thì em chỉ nhìn số liệu để em đánh giá thôi. À, có như thế nào thì quý anh chị có thể tham khảo ha. À, còn cơ bản là các cái điểm mua em buôn cho mọi người nãy giờ là mọi người thấy là cho mọi người từ tuần trước đến giờ là mọi người thấy ổn rồi đúng không? À, mua toàn ở nền thôi. Bây giờ cổ phiếu bật lên là quý anh chị chỉ có cười thôi quý anh chị. Tầm này zoom của em là chỉ có đang cười thôi ha. Rồi, thì các cái nhóm ngành sắp tới mà em kỳ vọng sẽ rất được là nhóm ngành nào? Đầu tiên chắc chắn không thể kể đến đó chính là nhóm ngành chứng khoán quý chị. Ở nhóm ngành chứng khoán thì có cổ phiếu BVS là tăng mạnh nhất. Quý chị biết đợt vừa rồi em báo cho quý chị là có BVS này kỳ vọng bán những phần trăm không? 15% quý anh chị. Thì hiện tại là chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường rồi. Nhá. 15 cho đến 20% đợt vừa rồi em có báo mọi người.
mà tính là chủ nhật nha, lèm tính mua từ cái vùng giá khoảng 39.7, 39.8 đấy, là nó cũng được khoảng 15%, tính cho nó lên 45 thôi. Đó, thì hiện tại là như tài khoản của em, lợi nhuận của con Bảo Việt này đang là 10%. Đó, còn tài khoản của một số quý chỉ khách hàng khác thì có thể nó lệch khoảng một vài phần trăm, vì cái điểm mua của chúng ta nó có thể lệch nhau khoảng một vài lái, vì em cho mua quanh giá 38.x quý chị. Đó, đây là con không mua được ở đáy là giá 37.5 nhé, mua 38.x thôi. Thế nhưng mà hiện tại thì bây giờ vẫn đang có lại 10% rồi. À, quý anh chị, một cái mức lãi sinh lời khá là tốt trong dịp này đúng không? Quý chị thấy một cái mức lãi mà 10% cho quý chị thì gần như không có cổ phiếu nào đợt vừa rồi đạt được cả. Kể cả những cổ phiếu hot như kiểu Nam Á Bank chẳng hạn cũng không được. Vì em khẳng định luôn là còn BVS này là có mà có cái đủ cái thanh khoản để quý chị tham gia mà có cái lời nhuận tốt trong đợt vừa rồi. Đó. Tiếp theo là VCI sáng nay vừa nhắc xong nhá. Quý chị nào mà còn cầm thì cứ yên tâm đấy, anh em bơm oxy con này rất nhiều rồi, quý chị không phải lo lắng nhá. Cầm con này thì cứ cầm thôi, đoạn dưới này em còn báo mua mà, nó ngại cái gì đâu. Thế nhưng mà quý anh chị nên nhớ này, VCI mà nó đã kéo như này thì nó sẽ còn có cái nhịp rũ, vì đoạn này nó kẹp hàng khá nhiều nhà, đoạn này nó kẹp hàng khá nhiều, và tính ra ngày hôm nay nước ngoài vẫn chưa mua lại quý anh chị, ngày hôm nay nước ngoài vẫn chưa mua lại và hoàn toàn là dòng tiền cá nhân nó kéo, vì mã này nó bị rũ quá mạnh rồi. Và nếu như VCI mà nó có tăng lại thì quý chị có thể canh mua được. Cá nhân em cũng đang canh để mua thêm VCI quý chị. Sau khi đã nhận cổ tức xong thì em cũng đang canh mua lại VCI ha. Hôm nay lúc siêu có báo mua quý chị quanh giá 33 rồi. Mọi người mà xem livestream buổi chiều thì nhớ nhá, em báo mua VCI quanh 33 lúc ý lắm. Em nhớ là 33.05 quý chị. 33.05. Đó, thì đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì ngoài ra chứng khoán thì quý chị tham khảo thêm một số cổ phiếu khác nhá, ví dụ như cổ phiếu CTS. Đó. Thì tại sao em lại kỳ vọng là nhóm ngành chứng khoán nó vào sóng, thì đây chắc là em phải chia sẻ cái này thì mọi người mới hiểu kỹ được rồi ha. Đó, thì mọi người có thể chú ý nhá, tại sao nhóm chứng khoán lại vào sóng. Thứ nhất, nhóm chứng khoán là một cái nhóm ngành có tính đầu cơ cao, và thứ hai nữa là gì, đợt này là nó chuyển hết sang xu hướng tăng quý chị. Cơ bản là các cổ phiếu chứng khoán là đang trong những cái xu hướng tăng tập trung ngắn hạn, và thậm chí là có những cổ phiếu tăng dài hạn rồi quý chị, đều đang ở những cái vị thế rất đẹp, và nếu như nó có vượt thì là nó sẽ rất dễ kéo. Cái này là vì nó sẵn dòng tiền quý chị nhìn những cái con nó tích lũy ổn này. Tuần trước em vẫn có làm những video nói nhóm chứng khoán này thôi, nó có một cái nền tích lũy khoảng hơn 3 tuần có nền tích lũy khoảng hơn 3 tuần rồi, con nào cũng thế. Quý chị nhìn là BVS, CTS và MBS đều có nền tích lũy tốt cả. Có con MBS này thì nó giảm tí, nhưng mà chính vì giảm thế này thì quý chị lại có lợi nhuận ngon. Hôm nay nhá, hôm nay là lúc sáng em còn báo quý chị là mua ở 26.6, 26.8 luôn. Quan trọng là quý chị có đủ sẵn sàng để mua không thôi. Đấy, sáng nay em báo thôi. Còn cá nhân em thì báo khách hàng mua từ 26, 26.2 như em vừa sâu cho quý chị rồi đúng không? Đó. Thì tại sao nhóm chứng khoán lại vào sóng được? Vì nó đang ở trên vùng giá ổn, kênh trên. Đó. Thứ nhất là cổ phiếu khỏe, kênh trên, có sẵn dòng tiền, và đây là một nhóm ngành có tính đầu cơ cao. Quý chị, một nhóm ngành có tính đầu cơ cao, và hiện tại quý chị nhá, hiện tại là tổng quan nhóm ngành chứng khoán là mới đi từ đáy đi lên quý chị. Đây. Cái này thì mọi người xem bên cái này là rõ nhất này. Cái này là chia sẻ hết cho quý anh chị luôn rồi đấy. Đó. Mọi người nhìn cái chỉ số PC Index của nhóm chứng khoán đúng không? Nó phi từ cái vùng đáy phi lên, phi từ vùng giá sợ hãi phi lên. Đây chính là dấu hiệu tạo đáy. Đoạn trước này cũng thế đây. Đó, chúng ta có phi từ dưới đáy phi lên nhá. Thì đó là dấu hiệu tạo đáy. Thứ hai nữa là nó nằm đóng nến ở trên hỗ trợ khách sạn trên cùng tuần vẫn đang mở ra. Cái điều này là em báo cho mọi người hết từ cái video mà em có làm đợt cuối tuần vừa rồi rồi, mọi người có thể xem lại trên kênh nhá. Đó, em khuyến nghị là tuần sau mua 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 cổ phiếu nào đấy thì em có báo rồi. Đó, chính là nhóm chứng khoán quý chị. Cộng với đó là nhóm bất động sản. Đó, thì nhóm nhóm bất động sản cũng sẽ là nhóm dễ vào sổ. Thì đây là nhóm thứ hai mà em khuyến nghị nha. Đây là nhóm thứ hai mà em khuyến nghị. Nhóm này thì nó được một cái nó khỏe hơn nhóm chứng khoán là vì sao? Quý chị, tại sao em lại báo là nhóm này nó có thể là nó khỏe hơn nhóm chứng khoán? Vì là cái nền giá của nhóm bất động sản nó đang ở một cái vùng là hợp lý, vùng giá rẻ quý chị, mà nó lại có kỳ vọng cho năm nay. Đó. Nhóm chứng khoán thì đợt này quý chị thấy là cái thanh khoản nó đang hơi thấp,
thì nó có đúng một cái vấn đề đấy, đó là thanh khoản thấp thì có thể là cái kết quả kinh doanh trong quý 3 này nó sẽ không thuận lợi và sẽ không đủ khả năng kéo. Nó không đủ khả năng kéo khi mà kết quả kinh doanh quý 3 nó ra mắt thì nó giá rồi nó không được đúng như kỳ vọng và nó không được đẹp thì chắc chắn là các nhà đầu tư sẽ rời bỏ. Thế nên là đấy chính là cái mấu chốt của nhóm chứng khoán. Thế còn nhóm bất động sản này thì nó không bị ảnh hưởng bởi cái đấy, vì là thường cuối năm các cái doanh nghiệp bất động sản họ sẽ book lợi nhuận vào quý 3 và quý 4. Cái này là điều chắc hẳn là nếu mà quý chị đầu tư lâu năm trên thị trường thì chúng ta cũng đều biết rồi, đúng không? Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là nhóm ngành bất động sản này thì lại đi từ một cái nền giá dưới, đi từ cái nền giá dưới đi lên, và nó sẽ có nhiều dư địa tăng hơn nhóm chứng khoán. Cái này là chắc chắn luôn. Và nhưng cái nhóm này chính vì cái dư địa tăng nó nhiều thì nó lại tạo nên cái khó khăn cho nhóm bất động sản là nó khó có thể vào sóng và đi sáng. Chính vì cái dư địa tăng nhiều, thế nên là phía trên sẽ có rất nhiều quý chỉ đang kẹp hàng. Những quý chỉ mà đang kẹp hàng nhóm bất động sản ở quanh những vùng 710-708 này, đấy là đô thị chung của cả nhóm ngành mọi người nhé. Thì khi lên đến đó chắc hẳn quý chỉ đều phải chốt vì nó có hai cái vùng đỉnh lớn rồi trên khung tuần. Đó. Thì nó chính là áp lực của nhóm bất động sản. Đó. Tất cả các cái nhóm ngành ngày hôm nay nó kéo đều có thể tăng, nhưng trong cái sự tăng đó nó sẽ có những cái nhóm ngành nó sẽ bị thụt lùi lại vì là các yếu tố khó khăn của nó không thể giải quyết được. Ví dụ nhóm bất động sản mà không giải quyết được cái lượng hàng kẹp ở trên, các nhà đầu tư kẹp ở trên mà họ quyết định bán ra thì đấy sẽ là một cái lượng hàng bán giá rất lớn. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến giá cổ phiếu quý anh chị. Em biết rất nhiều quý anh chị mà đang kẹp những cổ phiếu như Phát Đạt ở trên quanh cái vùng giá khoảng 25-26-27. Ở Novaland đang kẹp ở quanh 15-16. Nhá. Thì cái vùng vừa rồi em báo quý anh chị mua, nhưng mà rất ít quý anh chị tham gia mua. Có những quý anh chị cầm DG em bảo bán DG đi, sáng như con Phát Đạt mà đánh, sáng như con Đất Xanh mà đánh. Quý anh chị vẫn sợ, quý anh chị không dám. Tất nhiên bây giờ quý anh chị nếu mà quý anh chị thay đổi ngay thì quý anh chị có lãi luôn, lãi thêm luôn quý anh chị. Mặc dù còn DG nó vẫn tăng, nó chỉ được có 2% thôi quý anh chị nhá. Mặc dù nó vẫn tăng nhưng nó chỉ được có hơn 2% thôi. Quý anh chị vào Phát Đạt quý anh chị được 5%, nó hơn ở cái đấy. Và nó cái dư địa tăng của Phát Đạt nó bền vững hơn vì nó không có tin tức, nó không có tin, không có những cái tin như kiểu con DG hay như con Novaland nhá. Đó, cái này là cái việc chọn cổ phiếu thôi. Quý anh chị mà muốn chọn được những cổ phiếu tốt thì về với đồ của em Bull nhá. Số điện thoại em để trên màn hình 0888 381802, Zoom Zalo em để đây, quý anh chị chủ động tham gia nhá. Đó, nhóm thứ ba là nhóm nào? Quý anh chị có đoán được nhóm thứ ba không? Nhóm thứ ba chắc chắn là một cái nhóm mà quý anh chị cũng đã gọi là mường tượng là được, đúng không? Đó, thì chúng ta có bánh chứng thép bất động sản, thì bây giờ có chứng khoán có bất động sản rồi, em nghĩ là sẽ là nhóm bánh thôi quý anh chị. Tiếp theo sẽ là nhóm bánh thôi nhá. Đây, để em mở cái đồ thị nhóm bánh, tài sản nhóm bánh lại có thể rất nhá. Đó. Đây thì mọi người xem cái đồ thị này. Thứ nhất là nhóm bánh của chúng ta, quý anh chị nhìn này. Trên khung daily nó thế nào? À, trên khung daily của nhóm bánh là nó đấy toàn ngành luôn nhá, tất cả các cổ phiếu luôn. Trên khung daily nó đang ở cái vùng giá rất là thấp. Đó. Đang ở vùng gọi là đáy 2 đi, cứ cho là đáy 2 đi, quý anh chị tạo một cái đáy ở đây rồi. Em nhìn này là tạo đáy uy tín rồi đấy nhá. Nó tạo một cái đáy uy tín rồi quý anh chị. Thứ hai nữa là gì? Chiến hỗ trợ. Cái này là mọi người nhớ nhá, chiến hỗ trợ khung tuần. Đó. Thứ ba là gì? Thứ ba là chúng ta thứ ba là cái tâm lý nhà đầu tư đang ở vùng sợ hãi. Thì khi mà tâm lý ở vùng sợ hãi thì đấy là cái vùng dễ tạo đáy quý anh chị nhá. Chính vì cái lúc mà mọi người sợ hãi, mọi người không dám mua hàng vào ngày thứ tư tuần trước và ngày thứ ba tuần trước và ngày thứ hai vừa rồi thì em mới mua được những cái hàng giá tốt cho nhà đầu tư. Còn những cái lúc mà ở trên 1380, 1390, quý anh chị xem lại những cái video của em buôn đi. Thì em báo mọi người là lên để cơ cấu chứ có không báo quý anh chị mua một mã nào cả. Đó, thực ra lúc ý là vẫn có báo mua. Thì có một số con như con Đảm Phú Mỹ hay là những con như PC1 thì báo mua lướt tới cổng lên điểm để em báo mọi người chốt hết rồi. Chứ cũng chả phải là không chốt quý anh chị. Đó thì mọi người lưu ý nhá. À, còn đoạn 6 này thì là đoạn ngon nhất. Tiền báo cả nhà mua toàn nhóm đầu cơ thôi, toàn bất động sản chứng khoán. Ăn 4-5%, 10% hết rồi. Đó, thì đoạn 6 này là đoạn chọn nhóm anh dẫn. Thì kỳ vọng là có thể 20-30%, thậm chí là hơn. Nên là quý chị đừng bỏ lỡ nhá. Thì nhóm ngành ngân hàng thì nó cũng có tiềm năng đấy. Đó, thì thứ nhất là ba cái tiềm năng vừa rồi em nói.
Và cái tiềm năng quan trọng nhất đó chính là về nhóm ngành và về đổ dẫn dắt. Quý vị, mọi người mà nhớ cái năm 2019 khi mà bánh cũng kéo. Cái lúc đấy là bánh nó sẽ kéo hai nhịp quý vị, hai nhịp trong một năm nhá. Và năm nay bánh mới chỉ kéo một nhịp thôi. Mọi người nhìn cái đồ thị trên cùng tuần là mọi người thấy đúng không? Từ năm 2024 đây bánh mới kéo được có một nhịp thôi. Thì cả nhà cùng nước nhá. Đã bánh mới kéo có một nhịp thì tất nhiên là nó vẫn còn có thể có dư địa kéo nhịp hai khi mà trên cùng tuần này nó về một hỗ trợ. Tất nhiên là nhịp hai nó kéo nhá. Tất nhiên là cái nhịp hai này nó kéo, nó sẽ không được mạnh như nhịp một, nhưng nếu nó kéo thì thị trường của chúng ta chắc chắn sẽ lên trên 1.300, vì đấy là một trong những cái nhóm ngành tác động lớn nhất đến thị trường. Quý vị, đấy là nhóm ngành tác động lớn nhất đến thị trường, và nếu như nó tăng thị trường tăng vù vù luôn đó. Và đợt này thì em thấy là các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng là nó cũng chỉ cấu về vùng giá hợp lý thôi, ví dụ như Vietcombank chẳng hạn đó, ví dụ như BID chẳng hạn, đều là những cái vùng giá hợp lý hết mà quý chị đều có thể tham gia được. Cái này là mọi người có tham gia hay không thôi, chứ còn mọi người hỏi em cá lèm báo mua ngay. Vietcombank thế này tại sao không mua, về đến vùng giá em vừa nói cho mọi người rồi. Như con Vietcombank sáng nay em có phân tích lèm báo cho quý anh chị nào mà vốn lớn thích đầu tư bánh an toàn vào con Vietcombank này, nghỉ đâu không cần phải nghĩ gì, vùng này nó là hỗ trợ của những cái nhà đầu tư cầm Vietcombank cả 1-2 năm trời rồi, người ta vẫn phải mua ở giá này, mà bây giờ quý anh chị được mua bằng giá người ta mà quý anh chị không mất cả cái khoảng thời gian dài vừa rồi, thì nếu quý anh chị thế quý anh chị vào mùa ngày có cái gì đâu, kiểu gì nó cũng kéo quý anh chị. À, thì nếu mà vào mùa giá sáng này lúc em báo thì cũng có khoảng 1% lợi nhuận rồi quý anh chị. À, thế là ngon, nhưng còn bánh lên 1% em nghĩ là quá cao rồi nhá. Đó, vì quý anh chị đi được vốn lớn, quý anh chị an tâm sẽ dành cho những quý anh chị nào có vốn lớn mà mình thích đầu tư ha. Đó, nếu mà quý anh chị mà muốn đầu tư một cái danh mục mà đánh cho trung hạn và dài hạn, inbox em bù nhá. Em lên cho mọi người một cái danh mục sắt rồi. Bây giờ quý chị chỉ cần tham gia và chờ mùa thôi. Đó, các cái cổ phiếu này thì nó sẽ đi sideways trong khoảng 1 tháng tới. Hoàn toàn sẽ có những cái điểm mua cho quý anh chị. Vậy nên là nếu quý anh chị nào mà muốn mua cổ phiếu dạng đầu tư nhá, không phải đánh sóng đâu, dạng đầu tư thôi, thì mọi người cứ nhắn cho em bù nhá. Về với đồ của em sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách chọn cổ phiếu, cũng như là phân tích cho mọi người một số các cái doanh nghiệp cơ bản tốt để mọi người có thể là yên tâm tham gia nắm giữ. À, nhưng còn những Vietcombank BID này nó về những cái vùng tốt nó bật là chuyện bình thường. CTG chẳng hạn nhá, CTG là con bánh mà em thấy đợt này nó nổi trội nhất ấy. Khi mà nó tăng lên đỉnh và nó tích lũy ở đây như nhóm chứng khoán luôn quý anh chị. Con này tích lũy nếu quý anh chị nhìn nó không khác gì con HCM quý anh chị, tích lũy không khác gì con HCM luôn. HCM này còn kéo gần phủ đỉnh cái cây kia, tạo một cái cây nến xuyên thấu đi sideways ở đây, quá đẹp. Quý anh chị nào múc HCM hôm qua thì cũng ổn. Có một cái là vốn nó hơi to thôi, cái này thì em nghĩ là quý chị nên là em mới không ưu tiên mọi người vào HCM, ưu tiên vào mọi người vào BVS là vì thế đó. Thì đó là nhóm bánh rồi, thì nhóm thứ tư là gì? Nhóm thứ tư mọi người nghĩ là thép đúng không? Nhưng cá nhân em thì lại không nghĩ là thép mọi người nhá. Cá nhân em bún thì lại không nghĩ là thép sẽ rất sóng trong đợt tới. Cái lý do tại sao thì lát nữa em sẽ giải thích, còn bây giờ em sẽ giải thích về cái nhóm anh có khả năng rất trong đợt tới nhá. Tất nhiên là nhóm ngành nãy giờ em đề cập cho mọi người là ba nhóm ngành lớn rồi đúng không, ba nhóm ngành lớn rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào hai nhóm ngành nhỏ. Vì hai nhóm ngành nhỏ này có thể dẫn sóng, nếu rất là nó rất có thể là rất cùng nhau hoặc là rất đơn lẻ, nhưng nó sẽ không kéo thị trường đi xa được, mà nó chỉ là tạo cái tâm lý tốt cho nhà đầu tư, và các cái nhà đầu tư cầm những cổ phiếu này sẽ không thể lỗ nhá. Thì em có hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất muốn khuyến nghị mọi người đó là nhóm Vân Đại, bao gồm những cái cổ phiếu như Đảm Phú Mỹ này. Quý chị. Đảm Phú Mỹ này. Đó, Đảm Cà Mau này. Đó, BFC này, phân bón Bình Điền này. Đó, hoặc là Đức Giang này. Đó, đây là cái nhóm em kỳ vọng cũng sẽ có thể vào sóng trong đợt tới. Lý do tại sao? Thứ nhất là về cái nhu cầu cuối năm, về phân bón chắc chắn sẽ gia tăng nhá. Đó, đợt vừa rồi thiệt hại bão giá ghi chắc chắn là có, nhưng sau khi thiệt hại là người ta phải tái sản xuất. Vì chắc chắn là phải tái sản xuất, thì chính việc tái sản xuất này nó sẽ tăng thêm một lần về sử dụng phân bón, giúp doanh thu tăng lên. Trong Nam thì tiếp tục phải đẩy mạnh sản xuất để bù đắp cái phần có thể bị thiếu hụt ngoài Bắc, thì lại tăng thêm năng suất tiếp. Thì muốn tăng năng suất thì chỉ còn việc là mua phân đảm thôi, mua phân bón để bón làm sao cho năng suất nó cao nhất. Thì đấy chính là cái việc là kỳ vọng vào doanh thu tăng. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là giá đầu vào giảm,
Khi mà quý anh chị nhìn giá dầu ở trên, giá dầu ở trên thế giới đây, mà đây nó có không nhỉ? Đây là không có giá dầu rồi. Quý chị, đây là không có giá dầu nhá. Đây, đây có giá dầu đây. Giá dầu hiện tại đang ở 68 đô quý chị. Nhà 68 đô. Thì bây giờ giá 68 đô là quý chị nhìn là nó thấp nhất đó, từ đầu năm đến giờ nhìn cùng tuần này. Vừa nhìn cùng tuần là thấy đúng không? Gần như là chúng ta về cái mức thấp nhất 2023 rồi. Đó. Về cái mức thấp nhất 2023 thì quý chị nhớ lại cái đợt 2023 đi. Có phải là nhóm hóa chất chảy không? Quý chị, có phải là cái đợt giá dầu rỉ là nhóm hóa chất chảy không? Cái đợt cuối năm 2022 mọi người. Cái đợt 2022 2021 này. Cái lúc mà giá dầu về còn 18 đô nhá, 2020. Về còn 16 đô 2021, nó có 56 đô, 55 đô. Giá nhóm hóa chất có phải tăng không? Đó mọi người nhớ lại là biết. Đó. Thì bây giờ khi mà giá dầu tiếp tục giảm, chắc chắn là nó sẽ được hưởng lợi nhá. Ngoài ra các cái doanh nghiệp trong nhóm này cũng tốt quý chị, các doanh nghiệp trong nhóm này cũng tốt, ví dụ như Đạm Phú Mỹ thì em nói nhiều rồi nha. Giá mua thì chắc hẳn là quý anh chị nếu mà theo dõi em muốn thì thừa biết giá mua ở đâu hả, 35.5 hôm qua. Hôm qua em vừa báo luôn, hôm qua có một chị mua giá 35.8, hỏi em là liệu con này nó có chỉnh về đâu. Em bảo 35.5 chỉ chịu được thì chị chấp nhận giữ hàng, còn không thì chị bán luôn ở trên cái vùng giá 36.3 đó. Thì nếu mà chị giữ được thì hôm nay nó vẫn ổn, nó không chả ảnh hưởng gì cả. Em thì em mua ở 34.5 thì vẫn đang cầm, nếu có chỉnh lại thì em lại mua. Cứ ngày nào chỉnh về 34.5 thì là video đó em nhắc đến là cũng biết, em lại báo quý anh chị mua. Con này cứ mua tích lũy thôi nhá. Đạp Cà Mau cũng thế. Cơ hội tốt. Cơ hội quá tốt để quý anh chị mua luôn. Đó, nhá. Rồi thì đối với nhóm đối với nhóm rồi xin lỗi quý chị một chút nhá. Đối với nhóm đảm phần đảm thì là như vậy. Và cuối cùng, nhóm cuối cùng mà em nghĩ là nó sẽ tốt thì đó chính là nhóm đầu tư còng quý anh chị nhá. Tại sao em lại nghĩ là đầu tư còng nó sẽ tốt? Thì mọi người nhìn cái chart của đầu tư còng nhá. Mặc dù là mọi người thấy nó yếu yếu như này đúng không, nhưng ngày hôm nay bắt đầu có những nhóm của đầu tư còng nó đã nổ sóng rồi quý chị. Bắt đầu có những nhóm của đầu tư còng đã nổ sóng thì mọi người nên chú ý những con trong nhóm này nhá. Đây là cái nhóm nhân tố, nhóm em gọi là nhóm tiềm ẩn. Nhóm này là nhóm tiềm ẩn khả năng quý chị. Bây giờ mà ví dụ như ngày mai đi, nhóm này nó vượt 1.68 thì là nó còn vượt được 1.69 đi thì là tốt luôn quý chị, ngon luôn nhá. Vì là nhóm này nó đang có những cổ phiếu rất tốt. Chúng ta điển hình có HHV này. Quý chị nhìn cái chart đồ thị thế này có đẹp không? Em báo mua rất nhiều ở quanh cái vùng giá 11.5, 11.6 ấy. Cá nhân em cũng mua chứ không phải ai mua. Cá nhân em cũng mua mà em báo quý chị trên live mua. Mà quý chị thấy mua ở đấy lỗ thế nào được? Về đấy nó lại hôi. VCG hôm nay cũng hôi rất tốt. Đó. Đều tạo đáy đi lên hết rồi. Đó. VCG lại về 18.8. Hoặc là LCG. Quý chị. Đó, đây là nhóm em gọi là nhóm tiềm ẩn nhé. LCG lại vượt lên trên giao găm rồi. Quá ổn luôn. Thế thế nên là đây là nhóm mà quý chị cần phải chú ý. Nếu như nhóm này nó có chạy thì chắc chắn là nó sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều đến index, nhưng nó sẽ có thể là không thể lỗ nhà nếu nó chạy đợt này. Và còn cần chú ý nhất là còn đợt vừa rồi anh em quý vị rất nhiều trên livestream Đạt Phương. Đạt Phương này ngay ngày hôm qua cũng báo quý chị buồn. Khi mà nó vượt lên trên giao găm rồi nó test lại. Test lại đúng cái giao găm luôn, test lại đúng cái vùng giao găm luôn. Đó thì hôm qua có báo quý chỉ mua rồi. Mọi người mà mua thì hôm nay cũng có 5% lợi nhuận nhá. Đó. Thì cả nhà chú ý. Đó thì đó là năm nhóm mà em có khuyến nghị mọi người. Tổng kết lại chúng ta có 5 nhóm. Thứ nhất là có 3 nhóm chủ chính, đó là chứng khoán, bất động sản, ngân hàng và hai nhóm tiềm ẩn. Hai nhóm tiềm ẩn là nhóm nhỏ nhá, bao gồm có phần đạm và nhóm đầu tư công. Đó thì có 5 nhóm này cả nhà tập trung theo dõi chị em vui để chúng ta có được chọn được những cái nhóm ảnh tốt nhất và những cái cổ phiếu tốt nhất trong những cái nhóm này nhá.
Và các cái cổ phiếu của em hiện tại cũng đang xoay quanh cái nhóm này thôi. Quý anh chị mà muốn nhận danh mục và muốn được tư vấn đầu tư thì rất mong là quý anh chị về với đồ của em Bull qua cái ID tại SSI của em, đó chính là I610025, và cái số điện thoại của em Bull là 0888381802. Quý anh chị có thể chủ động liên hệ nhá. Rất cảm ơn tất cả mọi người. Và chắc là video của em Bull ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo, và cũng như rất mong có thể là tư vấn được cho cả nhà trong Zoom Zalo cộng đồng của em Bull. Nên nếu quý anh chị trở vào thì vào ngay đi. Không là chúng ta sẽ lỡ mất nhịp sóng này cùng em Bull đấy nhá. Nhịp sóng hồi vừa rồi em nói rất nhiều, quý anh chị không tham gia. Thì bây giờ nhịp này em mong là quý anh chị không nên bỏ lỡ nhá. Đó, còn quý anh chị nào trong nhóm rồi thì có thể là để lại cho em Bull 4 cái số 1 ở bên dưới để em Bull biết là quý anh chị đã tham gia cũng như là đã có những cái mã cổ phiếu mà mình mua thì em Bull và có lại nha mọi người. Rất cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong tất cả những video tiếp theo của em Bull. Chúc cả nhà sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Bye bye.